Anh em ơi, hàng ngày lên click để nhận quân huy free nhá. Nếu các bạn có nhu cầu muốn ích hòa tham gia event, tham gia ngay thôi còn chờ gì hơn. Gặp sự cố liên hệ ngay nhân viên để được giải đáp và bồi hòa 100% nhé. Xin chào anh em, trong clip này em sẽ gửi đến cho anh em các vị tướng được giảm sức mạnh và đồng thời quan trọng nhất, đường rồng bây giờ sẽ như trụ đường mid và top. 5 phút đầu tiên, miến thương như nhau, anh em sẽ không có chuyện là 6 phút G đơn giản như vậy đâu. Bởi vì bây giờ tất cả mọi đường đều có ấy khả năng miến thương tuyệt vời. Vậy các em tìm hiểu ngay bây giờ nhá. Phiên bản Cúp Vinh Quang vừa cập nhật, Laurel gia tăng ngày sức mạnh, trở thành vị tướng pháp sư có tỉa thắng cao nhất. Nhưng đời không như mơ, tỉa thắng cao quá, top 1 tỉa thắng mà anh em. Nên bây giờ Laurel sẽ bị giảm sức mạnh lập tức. Đó là ở cái nội tại khi mà lượng sát thương chuẩn bị giảm, đồng thời giảm luôn cả cái lượng sát thương cộng thêm từ trang bị Laurel có thể lên thêm. Laurel hưởng lợi rất là nhiều khi mà chiêu 1 giảm cựng, khiến anh em tung chiêu êm mượt, có thể tầm nội tại nhiều hơn, nổ đôm đốp đam sát thương chuẩn liên tục. Và đồng thời các trang bị nhà mặt nạ Berit cũng giúp cho Laurel gia tiến sức mạnh rất là nhiều. Khi ở meta ưu tiên vị tướng đấu sĩ sát thủ tanker thì ôi trời ơi, Laurel càng được ưa chuộng hơn. Vậy thì Laurel có ảnh hưởng hay không? Chắc chắn ảnh hưởng rồi anh em. Nhưng mà để mà vị thế của Laurel giảm thì không hẳn, bởi vì các vị tướng đấu sĩ kiểu bọn Lữ Bố nè, Eron nè vẫn đang được sức trọng dụng. Chẳng lý do chúng ta không chơi Laurel cả, đúng không nào? Và Laurel được cái hưởng lợi ở cái phiên bản sắp tới đó là gì? Khi mà đường rồng của anh em trước phút thứ 5 ấy là miến thương giống đường mid và top, khiến cho Laurel không cần phải đi đảo gank quá nhiều. Laurel có thể tự tin ôm farm và Laurel sẽ làm chủ được cái lượng lính. Nhớ rằng lính sẽ gia tốc cái thời gian ra, thì khi đó lượng vàng sẽ nhận được nhiều hơn. Laurel một bị tướng lết sẽ càng ôm lết hơn khi mà trước phút thứ 5 rồng mid tà thần không sợ mất trụ nhá. Và Joker đồng dạng là vị tướng xạ thủ có tỷ thắng cao nhất server hiện tại. Joker sau khi được chỉnh sửa được rất nhiều anh em ưa chuộng. Nhưng mà lý do Joker bị giảm cái tầm bắn ở nội tại xuống, anh em biết lý do gì không? Đó là vì Joker quái tầm bắn nó hơi bị xa quá đà, khiến cho Joker khi có nội tại có thể đứng ngoài phần rìa của trụ và bắn ở trụ mà không hề chịu sát thương từ trụ. Vậy nên sau khi chỉnh sửa này và add được test ở bên bản Trung Quốc thì đã nghiệm chứng rằng Joker sau khi được thay đổi ấy, thì sẽ không còn khả năng bắn ngoài mức của trụ. Tức là anh em muốn bắn nội tại vào trụ, anh em sẽ bị trụ bắn, chứ không còn như trước là cứ đứng ở ngoài rìa bắn và trụ chẳng thể làm gì được anh em. Nó chỉ là thay đổi đơn giản vậy thôi. Ảnh hưởng hay không? Chắc chắn là có rồi anh em. Một vị tướng xạ thủ rất cần một cái tầm rìa xa để thể cấu rìa và bắn kẻ địch dễ dàng hơn. Ngoài ra nhà phát hành còn giảm gián tiếp cho các vị tướng còn năng khỏe ở đoạn đầu và giữa game, như là kiểu con Soaker, Elsu. Bởi vì khi bây giờ cái đường rồng ấy 5 phút miễn thương mà anh em, thế thì các vị tướng mạnh ở đoạn đầu và giữa game quá ảnh hưởng rồi. Thật là may cho Joker khi mà khả năng bắn nội tại phần trăm máu không khiến vị tướng Joker quá yếu đi ở giai đoạn cuối game. May mắn đấy nha anh em, nhưng mà cũng ảnh hưởng đấy. Đợt này Triệu Vân hơi bị nhọ một chút ở phiên bản Cúp Vinh Quang vừa rồi, vừa được gia tăng sức mạnh khi mà chiêu 2 có ngay 200% tốc độ đánh. Wow. Và long kích sẽ rơi ngay điểm của kẻ địch, chứ không phải là trước mặt như trước đây. Và đầu tiên là chiêu 1, long huyết. Khả năng gia tốc của Triệu Vân mặc dù bị giảm xuống 5% nhưng còn quá lực. Đó là lý do vì sao giảm xuống 30% cho nó bớt bá. Và đó là lý do vì sao mà long kích chiêu cuối của Triệu Vân bị tăng thời gian hồi chiêu, tránh tình trạng ngay từ đầu Triệu Vân đã khả năng tấn công quá mạnh, 24 giây lại còn đi dừng combo xanh, quá nhanh gọn lẹ đúng không nào. Vậy nên phải gia tăng ở đoạn đầu và cuối thôi. Triệu Vân chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, nhưng với một con bài lết như Triệu Vân, anh chắc rằng nó thể vượt qua cái khủng hoảng này. Đơn giản là gà rán muốn giảm xuống một chút, bởi vì bây giờ tỷ thắng của Triệu Vân và tỷ bước của Triệu Vân đã gia tăng rất là nhiều. Đặc biệt là các bậc rank từ cao thủ đổ xuống ấy, Triệu Vân bây giờ càng được ưa chuộng hơn. Vậy nên đây chắc chắn là một cái tin sét đánh dành cho những fan của Triệu Vân. Khi mà vừa được hiệu chỉnh ngon một chút đúng nào, thì bây giờ lại bị giảm sức mạnh rồi. Nhưng em tin chắc rằng với cái độ lết của Triệu Vân và có khả năng băng bổ xả rất khỏe, đồng dạng như Laurel và Soaker, Lữ Bố đã bị tướng cực kỳ hot ở các meta phiên bản gần đây. Khi mà cực mạnh ở đoạn đầu vật sức game, nhưng mà khi trụ đường rồng tăng miến thương, đúng là ảnh hưởng gián tiếp đến Lữ Bố đấy nhá. Ngoài ra chiêu cuối chiến thần của Lữ Bố bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi thời gian hồi chiêu ở đoạn đầu tăng lên nè. Không chỉ vậy mà tăng kháng ứng bây giờ sẽ cố định 30% thay vì tối đa 50% như trước. Trước đây chúng ta cần một cái đôi giày kiên cường, một chiêu cuối thì các vị tướng có khả năng khống chế kiểu bọn điêu thuyền Vera cũng gọi là khóc ối sợ ôi rồi. Thì bây giờ anh em coi đi, với việc giảm sức mạnh như vậy, Lữ Bố ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc. Ấy không chỉ cần nói về cái bộ thức mà việc cái đường rồng ấy, các vị tướng xạ thủ bọn nó ấy, nó trước 5 phút mình không làm gì được cái trụ bọn nó thì đã ảnh hưởng cực kỳ lớn đến cái chất tướng của Lữ Bố chúng ta đang cầm rồi.
Vậy nên chỉ cần thay đổi một chút cơ chiến trường thôi, hàng tá các vị tướng ở trong meta đó sẽ bị thay đổi. Vậy thì chắc rằng các vị tướng đánh tốt ở đoạn cuối game ở phiên bản sau sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Và Vera có một cái bug thay đổi. Anh em cần biết được rằng chiêu 2 của Vera khi các bạn hạ lính quái sẽ được hồi ngay chiêu 1. Nhưng mà có một chút sự cố kỹ thuật đó chính là đôi lúc các bạn chơi sử dụng chiêu 2 hạ kẻ địch sẽ được hồi ngay, đó chính là chiêu 1. Đương nhiên nói thật với anh em ấy, S chưa bao giờ gặp cái bug này. Nhưng mà đây là một cái bug lợi cho Vera và những người anh em chơi Vera. Và khi cái bug này được sửa hoàn toàn ấy, thì anh em sẽ không bao giờ còn cái cơ hội 1% nho nhỏ để xuất hiện cái bug này nữa, khiến cho anh em gọi là đen một chút. Ở phiên bản Cúp Vinh Quang, Guido chuyển thành vị tướng tanker, khiến cho anh em nhận bùa rồng thì các bạn sẽ nhận được thêm khả năng hồi phục rất ghê. Đợt này giáp vật lý và máu tối đa của Guido bị giảm xuống. Guido bây giờ là vị tướng đang rất là trọng dụng, kết hợp với các con bài như là Elsu, Joker và các vị tướng có khả năng cấu rỉa rất là tốt ở cái đường mid như bọn Lidiana, bọn Rat, bọn Lissi chẳng hạn, đều có khả năng tạo một cái sức ép cực kỳ lớn, đặc biệt là sự kết hợp với Elsu, đúng không nào? Đợt này chỉnh sửa như vậy chắc chắn ảnh hưởng lớn đến vị tướng Guido về khả năng chống chịu. Nhưng mà dạo đây chúng ta toàn thấy Guido lên phép, đúng không nào? Thì việc anh em lên phép ấy, tung chiêu, anh em sẽ nhận được hàng tá cái giáp ảo luôn. Thành ra việc chỉnh sửa này ảnh hưởng kéo ảnh hưởng, nhưng mà về sức mạnh bản chất của Guido là không thay đổi. Mặc dù gần đây có rất nhiều con bài cạnh tranh ở vị trí đi rừng, nhưng Kera sức mạnh và khả năng sốc bắt vào các vị tướng chủ lực kẻ địch là chúng ta không thể coi thường. Đặc biệt là chiêu cuối, khi các bạn bật lên, các bạn có tận 8 giây để thể xuyên tường tiếp cận mục tiêu và gia tăng tốc độ cho bản thân. Nhưng mà sau khi thay đổi, các bạn sẽ chỉ còn 6 giây, tức là đã giảm khả năng và thời cơ cùng thời gian tấn công của Kera rất là nhiều từ chiêu cuối. Bởi vì thay đổi như vậy, anh em sẽ không quá nhiều thời gian đảo đi đảo lại, lựa chọn con mồi, sau đó lao vào từ các bức tường tấn công bất ngờ, ảnh hưởng cực lớn đấy nha anh em ơi. Nhưng anh em lại có thể khai thác sự thay đổi này khi mà cái thời gian tồn tại nó giảm xuống, thì nó đồng nghĩa việc anh em có thể tận dụng được hai lần sốc một cách nhanh chóng khi kẻ địch không có ý định tấn công bạn để các bạn mất chiêu cuối nhanh. Đợt giảm sức mạnh này sẽ khiến sát thương của Thon bị ảnh hưởng rất là nhiều, đó là từ chiêu 1. Khi mà cái khả năng làm chậm được tăng tiến nhưng mà thời gian lại không được quá lâu, anh em có thể bắn liên tục, thì cái lượng sát thương phép từ đạn tím lên quái to đấy anh em, nó bị giảm xuống đáng kể. Wow, cái này là bị ảnh hưởng rất nhiều về khả năng đi rừng của vị tướng Thon nha anh em ơi. Nhưng sao, chúng ta thể cầm đi slow đường mà. Nhưng mà khả năng bắn quái, tức là rồng và tà thần bị ảnh hưởng rất nhiều. Chiêu 2, ma súng nhập hồn, anh em thấy đó, sát thương đạn tím khi bạn cường hóa bắn ra, nó bị ảnh hưởng luôn. Vậy là một cái cú nét về đạn tím khi bị tướng Thon khả năng bắn các vị tướng tanker như bọn Rossi, Omen rất là lực, đúng không nào? Thì sẽ bị giảm xuống khả năng bắn. Wow, không sao, chúng ta có thể sử dụng đạn hỗn hợp tấn công kẻ địch cơ mà. Vừa làm chậm kẻ địch nè, vừa một chút cái phần trăm máu. Không sao anh em, Thon vẫn khỏe lắm. Chỉ là vị tướng này là vị tướng yêu cầu kỹ năng của anh em khi chọn đạn và giữ vị trí, đồng thời phải farm thật nhiều. Nên đó là lý do vì sao mà Việt Nam không ưa chuộng con bài này cho lắm. Và Bright đồng dạng với Vera sẽ hiệu chỉnh cái bug. Thực ra cái bug này xóa một lần rồi, nhưng mà sau khi test ở cái phiên bản của Vinh Quang ấy, mặc dù xóa nhưng mà khi bạn vừa kích hoạt chiêu cuối lên thì bạn không bị chịu sát thương ở cái pha đầu tấn công đó. Đó là lý do vì sao mà sửa một cái bug vẫn còn tồn đọng, đó chính là vô địch trong 0,5 giây sau khi các bạn bật chiêu cuối. Thực ra sự ảnh hưởng này là một cái sự ảnh hưởng tất yếu, nhưng mà đây là một cái bug ngon cho Bright, nên cũng đúng là hơi bị buồn cho các anh em chơi Bright ở đấy. Nhưng mà anh em yên tâm đi, dù cho không cái bug này thì Bright vẫn là một vị tướng đáng giá để các bạn đầu tư một cái bộ trang phục Toshiro Blitz, đúng không nào? Và đó là vị tướng bị giảm sức mạnh trong phiên bản sắp tới. Anh em đừng quên để lại bình luận, like share video và chờ đón các vị tướng được tăng sức mạnh ở ngày mai nhé. Anh em ơi, S bây giờ đã tham gia ứng dụng TikTok. Vậy nên nếu bạn nào tham gia ứng dụng này, theo dõi anh S nhé. Link ở phần mô tả, các bạn cần click thôi sẽ được cập nhật thông tin mới nhất, siêu ngắn gọn. Tham gia ủng hộ S nhé. Nếu thấy video hay và có ích, bạn nào chưa đăng ký kênh, cho S một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất, vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.